Bình thường các loài như trâu, bò, ngựa, khỉ đẻ tối đa mấy con trong một lứa? Đăng Dũng. Hai. Một con thôi ạ. What color is the scarf of a member of the Ho Chi Minh Young Pioneer Organization? Red. Chính xác. Bóng đèn dây tóc có hiệu suất phát sáng dưới 10%, nghĩa là chỉ có dưới 10% được biến đổi thành năng lượng ánh sáng. Đăng Dũng. Năng lượng. Điện năng ạ. Vào thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực nào được gọi là lục địa bùng cháy? Minh Đạt. Châu Phi. Đáp án là khu vực Mỹ Latin ạ. Và như vậy là các thí sinh của chúng ta đã khởi động xong lượt thi đầu tiên. Và số điểm các bạn đang có là Vũ Quan có 10 điểm, Đăng Dũng có 5 điểm và đó cũng là số điểm của Minh Đạt. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đang nhập cuộc khá từ tốn. Chúc cả 4 bạn sẽ đạt được thành tích cao hơn ở lượt thi khởi động thứ 2 này. Thế vận hội Olympic 2024 sẽ được tổ chức ở nước nào? Minh Đạt. Pháp. 10 điểm. International Labor Day is held on what date every year? Đăng Dũng. The first of May. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt. Đăng Dũng. Proton và neutron. Chính xác. Phế nang là đơn vị cấu tạo của cơ quan nào trong cơ thể người? Đăng Dũng. Phổi. Chính xác. Vịnh kiều, lẩy kiều, trò kiều, tập kiều, bói kiều là một số sinh hoạt văn hóa nảy sinh từ sức lan tỏa của tác phẩm. Minh Đạt. Tuyển kiều. 10 điểm cho Minh Đạt. 3.600 là số giây có trong một. Đăng Dũng. 1 giờ. Đúng là như vậy. Chủ đề của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 là gì? Đáp án là thế giới không khoảng cách. Trong 3 loại phân bón hóa học chính, độ dinh dưỡng của loại phân nào được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm nitơ trong phân? Minh Đạt. Phân lân. Phân đạm ạ. Ngạn là bờ bên phải của một dòng sông khi nhìn theo hướng nước chảy từ đầu nguồn xuống. Đăng Dũng. Tả ngạn. Hữu ngạn. Sân khấu được sử dụng cho bộ môn nghệ thuật múa rối nước thường được gọi là gì? Minh Đạt. Thủy đình. 10 điểm. Kinh thành do Vua Quang Trung xây dựng bên dòng sông Lam và trên núi Dũng Quyết có tên là gì? Vũ Quan. Phường Hoàng Trung Đô. Chính xác. Theo Phan Kế Bính, trong sách Việt Nam phong tục thì vào ngày Tết nào trong năm người dân thường ăn rượu nếp, trứng luộc, đào, mận? Minh Đạt. Tết Đoan Ngọ. Chính xác. Và như vậy là các bạn thí sinh đã vượt qua lượt thi khởi động thứ 2 và số điểm các bạn đang có là Vũ Quan có 20 điểm, Đăng Dũng có 25 điểm và 40 là số điểm của Minh Đạt. Bây giờ sẽ là 16 câu hỏi trong lượt thi khởi động thứ 3. Chuyện ngắn nào là kết quả của chuyến đi lên Lào Cai trong mùa hè 1970 của tác giả Nguyễn Thành Đăng Long? Đăng Lặng lẽ Sapa. 10 điểm. Vật chất cứng nhất được tìm thấy trong tự nhiên là gì? Minh Đạt. Kim cương. Chính xác. Lễ hội Nho Vang năm 2023 tổ chức ở tỉnh thành nào? Mời Minh Đạt. Hưng Yên. Ninh Thuận ạ. What device is used to control a computer? Đăng Dũng. Mouse. 10 điểm cho Đăng Dũng. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam là tôn chỉ duy nhất của hội nào? Vũ Quan. Hội Việt Nam Phục Quốc ạ. Việt Nam Quang Phục Hội ạ. Đô cử là vận động viên môn? Đăng Dũng. Cử tạ. Chính xác. Đâu không phải là nguyên liệu để làm món tương bần, đậu tương, gạo nếp, muối trắng hay giấm bỗng? Đăng Dũng. Giấm bỗng. Chính xác. Khi hydro hóa lipid lỏng từ dầu thực vật, ta sẽ thu được gì? Vũ Quan. Dầu ăn à? Mỡ thực vật hoặc bơ thực vật ạ. Nước ta lần đầu tiên xuất hiện địa giới hành chính cấp tỉnh vào triều vua nào? Minh Đạt. Minh Mạng. Đúng là như vậy. Hồ nước ngọt sâu nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? Vũ Quan. Nga. Chính xác. Tập tính của động vật có thể chia thành hai loại chính nào? Đăng Dũng. Tập tính bẩm sinh và tập tính học được ạ. 10 điểm. The First Slam Dunk là phim điện ảnh với nội dung xoay quanh bộ môn thể thao nào? Minh Đạt. Bóng rổ. 10 điểm. Dòng sông nào đưa du khách vào thăm động Phong Nha, Quảng Bình? Minh Đạt. Sông Son. Chính xác. Tác phẩm
phẩm tự sự dân gian bằng văn vần có lối kể mộc mạc, phần lớn nói về các sự việc, sự kiện thời sự của làng, của nước được gọi là? Thanh Sang. Ủa? Đáp án là vè ạ. Không thể giải được bằng căn thức phương trình đại số tổng quát bậc cao hơn. Minh Đạt. Ba. Đáp án là 4 ạ. Muốn sơn vỏ xe ô tô, người ta làm cho sơn và vỏ xe nhiễm điện trái dấu nhau. Đây là phương pháp của kỹ thuật sơn. Minh Đạt. Tỉnh điện. Chính xác. Và như vậy, các bạn thí sinh của chúng ta đã trải qua các câu hỏi trong phần thi khởi động. Và đặc biệt là Minh Đạt, bạn có một phong cách chơi rất là thú vị. Tôi thấy lúc bạn bấm chuông bạn... Nhưng mà phải nói rằng là sau phần thi vừa rồi thì tôi có thể thấy rằng là Minh Đạt với Vũ Khoan không đứng nổi luôn ạ. Và các bạn thí sinh còn lại cũng đã rất cố gắng rồi. Chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội phía trước nữa. Bây giờ là lúc chúng ta cùng tổng kết số điểm các bạn đang có sau phần thi đầu tiên. Thanh Giang cần cố gắng hơn ở phần thi sau. Đang có 20 điểm là Vũ Khoan, 75 là điểm số của Đăng Dũng, và dẫn đầu với 80 điểm là Minh Đạt. Trong phần thi khởi động, chương trình có hỏi: thành phố nào trong thi ca là thành phố tình yêu và nỗi nhớ? Thanh Sang. Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tháng 3 năm 1976, hàng vạn thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trong màu áo xanh thanh niên xung phong như những cánh chim bay về những vùng đất còn đầy rẫy bom mìn để khai hoang, làm thủy lợi, xây dựng nên những vùng quê mới. Cùng ra đi trong đội ngũ này, từ những giây phút bất chợt nhớ về thành phố và cảm nhận là nỗi nhớ chung của nhiều bạn trẻ, Nguyễn Nhật Ánh đã viết nên những vần thơ da diết Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đọc được bài thơ này đã gợi lại trong anh về những năm tháng ở rừng, cùng với nỗi mong chờ một ngày được về của những người con thành phố đi xa. Chính từ điều này đã cho anh những xúc cảm để phổ gần như hoàn chỉnh bài thơ với một giai điệu dạt dào mong nhớ. Trên vai bộ đội bằng hướng đồng nội, thanh niên xung phong bằng những tấm lòng chờ mong, chờ mong.